Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Trí Nghiêm, trụ trì chùa Linh Bửu, trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Buổi chiều hôm nay là khóa tu Bát Quan Trai hàng tháng tại đạo tràng chùa Linh Bửu. Lời nói đầu tiên xin kính chúc Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu luôn được dồi dào sức khỏe để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, giữa cuộc sống đời thường còn phải lo toan cơm áo gạo tiền, còn đối đầu không biết bao nhiêu khó khăn chướng ngại. Bởi lẽ đời sống vật chất về mặt kinh tế của chúng ta đang bị suy thoái bởi một trận đại dịch khủng hoảng vừa rồi, làm ảnh hưởng tác động toàn cầu, kinh tế rất khó khăn các vị. Thế mà quý Phật tử đã gác bỏ hết mọi thế duyên trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu. Điều đó nói lên cái tinh thần tha thiết cầu học chánh pháp của toàn thể quý vị. Giả lại, vào thời điểm này, thời tiết ở bên ngoài khắc nghiệt vô cùng, trời nóng nắng, đúng không các vị? Mà quý Phật tử tập trung về đây tu học với số lượng không phải là ít. Nếu không phải vì tấm lòng ham tu hiếu học, tha thiết cần cầu giải thoát giác ngộ, thì chắc có lẽ giờ này quý Phật tử đang ở tại tư gia, ở trong phòng máy lạnh, ở trong một cái ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chứ đâu có vào trong đạo tràng mà ngồi nắng nóng rồi đông đảo ngồi tu học. Thì quý Phật tử đã hiểu rõ cái giá trị cao quý của việc tu học Phật Pháp. Kính mong sao quý vị hãy trân trọng từng giây từng phút khi mình được an trú trong ngôi nhà Tam Bảo, được lắng lòng nghe lại lời dạng của Đức Thế Tôn chỉ dạy, lấy đó làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho tất cả chúng ta trên con đường giải thoát giác ngộ, và cũng tạo cho mình có được một chút hành trang tư lương, gọi là duy trì phát triển một chút tài sản để làm cái tư lương trên bước đường trở về Tây Phương Cực Lạc, đúng không các vị? Hôm nay đến với đạo tràng khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Linh Bửu đây, con xin mạn phép mượn lời Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, cũng như trong tinh thần của kinh Tăng Chi Bộ, để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài tài sản quý giá của đời người là gì. Tài sản quý giá của đời người là gì các vị? Có rất nhiều Phật tử và đến tâm sự nói với chúng con như sau: cô ơi, con khổ quá cô ơi, làm bao nhiêu tiền của tài sản bị con nó phá tiêu hết rồi, bây giờ nó vướng dấp nợ nần mấy tỷ bạc, nhà cửa, đất đai, sổ đỏ, sổ hồng gì nó đi cầm cố hết rồi. Hỏi ra thì nó cờ bạc, nó ăn chơi, nó hút chích, cá độ, đá banh, chơi số đề, đủ thứ trường hợp để vướng dấp nợ nần. Cha mẹ một đời gian khổ, cực nhọc, giải nắng dầm mưa để tạo dựng nên tiền của tài sản sự nghiệp, nghĩ rằng trong lúc tuổi già xế bóng giao tài sản này lại cho con, cho cháu của mình, để mình hưởng cái tuổi già an ổn lo tu hành. Không ngờ vừa sang tay mấy chục công đất, vừa sang tên cái căn nhà, giờ nó làm banh hết rồi cô ơi. Khổ quá, không biết ngày nào dọn nhà đi, chứ giờ không còn chỗ để mà trú thân, tiêu hết rồi cô ơi. Nhà cửa ruộng vườn giờ nó đi cầm cố hết rồi. Hỏi ra thì nó chơi số đề, hỏng số đề cá độ đá banh,
gặp phải những đứa con hư hỏng như vậy, khổ không các vị? Khổ không? Hỏi thật các vị. Rất khổ quý Phật tử ơi. Nhưng mà bây giờ mình dạy đủ thứ lời, mình nói gì nó cũng không nghe hết. Một là hút chích, hai là cờ bạc, ba là rượu chè, bốn là chơi bời. Giờ làm sao bây giờ các vị? Nếu gặp phải những đứa con hư hỏng như vậy, đối với những bậc làm cha làm mẹ vô cùng đau khổ các vị ơi. Cho nên khi xưa Đức Phật Ngài đã biết rõ, nếu chúng ta cả một đời dành dụm để lại tài sản tiền của cho con, cho cháu của mình, tài sản đó nó thuộc về năm nhà, nó không có bền chắc đâu. Mà Ngài dạy chúng ta hãy tạo cho mình và dạy con cháu của mình đó, hãy duy trì và phát triển một loại tài sản quý giá. Và loại tài sản này là tài sản quý giá của một đời người mà chúng ta cần nên duy trì và phát triển. Bởi vì tài sản bằng vật chất, bằng tiền bạc, bằng ruộng đất, bằng nhà cửa, nó không có bền chắc. Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác. Điển hình khi chúng ta còn sống sờ sờ đây mà còn không gìn giữ được, mới sang tay cho con mình, bây giờ nó làm tiêu hết rồi, mà không sang tay cho nó, hiện hữu đây cũng có lúc làm ăn thất bại, tiêu tan tài sản hết. Có đúng vậy không các vị? Vậy thì cái loại tài sản nào được gọi là loại tài sản quý giá nhất của đời người vậy các vị? Khi nêu lên loại tài sản quý giá đó thì Đức Phật chia sẻ với chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta có 7 loại. Nhưng hôm nay con chỉ tóm tắt để hướng dẫn cho quý Phật tử hãy duy trì và phát triển tạo dựng cho mình có được 3 loại tài sản. Và 3 loại này được gọi là tài sản quý giá nhất của đời người đó các vị ơi. Loại tài sản thứ nhất, đạo đức. Loại tài sản thứ hai, phước đức. Loại tài sản thứ ba, trí tuệ. Quý vị chỉ tạo cho mình có 3 loại tài sản đó thôi là quý vị trở thành đại gia, tức là người giàu nhất trên thế gian này rồi các vị. Vì chúng ta có được 3 loại tài sản quý giá này không phải chỉ hưởng ngay trong đời này, mà loại tài sản này bất hoại, chúng ta có thể mang theo đến bất cứ nơi nào, chỗ nào, đời này hoặc có thể mang đến đời sau. Và loại tài sản này gọi là tài sản bất hoại, không bao giờ bị tiêu hoại, biến động vô thường. Loại tài sản thứ nhất, đạo đức. Kính thưa quý vị, con người chúng ta nếu chỉ đặt cái giá trị của đồng tiền là trên hết, cho đây là loại tài sản quý báu, mà sống đời phi đạo đức, tức là vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm nhân tánh của một con người, vì đồng tiền mà bất chấp thủ đoạn, vì đồng tiền mà biến mình trở thành một kẻ nô lệ để cho nó sai sử, nó đưa mình vào con đường tội lỗi, để rồi sống hiện tại đau khổ lo sợ, và khi thân hoại mạng chung chắc chắn sẽ rơi đọa vào 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu chúng ta vì đồng tiền mà phi nhân tính, phi đạo đức, sẽ tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp, và đó là nguồn gốc nguyên nhân để đưa chúng ta sa đọa trong 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó các vị ơi. Hôm nay chúng ta có được cơ duyên học hỏi chánh pháp thì chỉ cần quý vị sống đời đạo đức bằng cách tuân giữ năm giới, giữ gìn năm giới thôi là quý vị đã sống đời đạo đức rồi. Và năm giới chính là năm nguyên tắc đạo đức mà người Phật tử tại gia cần phải vân hành giữ gìn theo đây, đó là quý vị đã sống đời đạo đức và mang đến cho quý vị năm điều phước báo tương ưng các vị ơi. Nếu từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ nhất, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật, không tự tay mình giết, không dùng miệng mình để xúi bảo ai đó giết, và cũng không phát khởi cái tâm vui theo với việc giết hại sát sanh, mà chúng ta còn có tâm từ, tâm bi,
luôn thương xót tất cả chúng sanh, xem chúng sanh như cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, và quán thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng Phật tánh, là những vị Phật ở tương lai. Cho nên ta tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật, không giết, không xúi bảo ai giết, mà còn thường làm việc phóng sanh cứu vật, sẽ mang đến cho quý vị phước báo, sức khỏe và tuổi thọ. Đây là điều ai trong chúng ta cũng mong muốn, đúng không các vị? Nhưng đâu phải chúng ta mong muốn có được sức khỏe là có được, đâu phải chúng ta ngồi mà cầu là có đâu các vị. Nếu chúng ta không gieo trồng cái nhân thì làm sao có được cái quả. Nền giáo lý của đạo Phật, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta tin hiểu đúng đắn về nhân về quả, để tự làm chủ cuộc đời mình. Nhờ niềm tin đối với đạo lý nhân quả, cho nên khi chúng ta gieo tạo một cái nhân gì, chúng ta nên suy xét lại, phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả chính mình là người gặt hái. Mình muốn có được cái quả tốt lành, ta phải gieo trồng cái nhân tốt lành. Chúng ta muốn được cái quả an vui, ta phải gieo trồng cái nhân an vui. Do đó, để có được cái phước báo đó chính là sức khỏe và tuổi thọ, thì người cư sĩ tại gia chúng ta nên giữ gìn cái giới thứ nhất từ đây cho đến trọn đời, không giết hại chúng sanh, luôn mở trải lòng từ bi phóng sanh cứu vật, được không các vị? Chỉ cần quý vị làm được cái việc đó thôi là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó, và sẽ mang đến cho chúng ta phước báo chính là sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Quý vị có biết không, sở dĩ thân của chúng ta mang nhiều bệnh tật, vì đây là thân quả báo từ nơi các nghiệp mà đưa đến bệnh tật, đó chính là nghiệp sát sanh. Trăm ngàn năm với bát cơm bát canh ta ăn, toán sâu như biển, hận bằng non cao. Muốn biết vì sao dịch bệnh hay binh đao, hãy lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu đó các vị. Chúng ta hãy nhìn kia trên thế gian, giờ này trên khắp toàn cầu, nào là thiên tai, nào là bão lụt, nào là động đất, nào là sóng thần. Có nước giờ này đang phải chịu cảnh chiến tranh tan tóc đau thương, đó là do từ nơi sát nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Hãy dừng tay lại đi các vị, đừng tạo thêm nghiệp sát, đừng dai nợ máu xương của tất cả chúng sanh, đừng tàn sát lẫn nhau nữa các vị ơi. Bằng lòng từ bi của người con Phật, ta tôn trọng mạng sống của muôn loài của vạn vật, và thường làm việc phóng sanh cứu vật, là quý vị đã sống đời đạo đức và sẽ có được phước báo, sức khỏe và tuổi thọ sống lâu đó các vị. Con kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện. Quý vị biết không, có một người nọ là một trưởng giả giàu có. Nhà của ông ta tiền muôn bạc bể, nhưng mà chỉ có một cái duy nhất mà khiến cho ông ta phải lo lắng sợ hãi, bất an không nguôi, đó là từ đời ông đến đời cha là chết yểu không mà, và mắc phải cái bệnh nan y mà chết. Tức là từ bao nhiêu đời thế hệ, từ ông cố rồi đến ông nội, rồi đến đời cha, đến đời con, bốn đời như vậy là toàn mắc phải căn bệnh nan y và chết yểu. Cho nên đến khi ông trưởng giả này, ông có đủ cơ duyên, ông tiếp cận được nền giáo lý của đạo Phật, phát tâm phát nguyện, thọ trì tam quy, gìn giữ năm giới, ông phát bồ đề tâm ăn chay trường các vị ơi. Và từ khi ông ăn chay rồi, ông thường làm việc phóng sanh cứu vật. Người ta coi bói tính toán số phận của ông, lúc mà ông còn nhỏ thì cha của ông cũng vì lo lắng, thấy ông bà nhiều đời trải qua bao nhiêu thế hệ là đều chết yểu hết, do đó cũng lo lắng và đi xem bói cho con trai của mình. Thì người ta đoán cái ông trưởng giả này nè là sống không quá 30 tuổi. Nhưng khi ông biết quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới và không làm tổn hại chúng sanh mà thường làm việc phóng sanh, mỗi lần
ông thả cá, thì ông mua nguyên một cái ao cá của người ta đó là ông thả. Có bao nhiêu tiền là ông đi phóng sanh, thả cá, thả rùa, thả ốc, thả hến, thả lươn. Mà ông làm việc phóng sanh như vậy. Thì trước đây thầy bói coi á, là nói ông sống hỏng quá, đến năm 30 tuổi phải chết. Cha của ông cũng rất lo lắng vì ông. Nhưng ông sống đến 80 tuổi vẫn còn mạnh khỏe đó các vị. Nhờ vào đâu? Nhờ công đức của sự phóng sanh đã giúp ông chuyển nghiệp. Và đời ông cố, ông nội, cha ông tuy chết yểu, nhưng đến ông thì ông lại sống rất là thọ. Chẳng những sống lâu, sống thọ, mà ông còn sống khỏe, sống vui, sống đầy đủ sức khỏe, là bởi vì ông đã biết chuyển nghiệp mình bằng cách ăn chay, giới sát, phóng sanh. Thì Phật dạy được thêm tuổi thọ, phước lành gia tăng. Đừng vì chỉ một miếng ăn nhẫn tâm giết hại thân bằng của ta. Chúng sanh là mẹ là cha, từ tâm giới sát ấy là hiếu tâm đó các vị ơi. Con kính khuyên tất cả quý Phật tử ngày nay có cơ duyên đến chùa học Phật, nghe pháp, hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy qua đạo lý nhân quả, chúng ta đừng vay nợ nữa các vị ơi. Bởi vì vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Nếu chúng ta vay nợ mạng trả bằng mạng, vay nợ máu trả bằng máu, vay nợ tiền trả bằng tiền, vay nợ tình trả bằng tình. Hãy tự làm chủ để quyết đoán cuộc đời mình khổ hay vui là do chúng ta quyết định đó các vị ơi. Bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả, phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả, chính mình là người gặt hái, biết dừng lại, đừng tạo tác những nghiệp nhân sai trái, được không các vị? Chỉ cần quý vị giữ gìn năm giới thôi là quý vị đã sống đời đạo đức rồi đó. Và những tiêu chuẩn đạo đức mà Đức Phật chế định với người cư sĩ tại gia cần phải nương vào năm cái chuẩn tắc này để sống, để thực hiện, là quý vị đã sống tốt đời đẹp đạo và đem lại sự hạnh phúc phước báo vô ngần cho mỗi chúng ta đó các vị. Rồi từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ hai: không gian tham, không trộm cắp, không lừa đảo, không giật dọc, chiếm hữu, chiếm dụng tài sản của người, đó là hành vi đạo tặc. Mà chúng ta còn biết đem tiền của tài sản mình tạo ra bằng nghề nghiệp lương thiện, hợp pháp, biết làm giàu bằng thiện nghiệp, biết tạo ra tiền của tài sản dựa trên tiêu chuẩn đạo đức, không làm tổn hại bất kỳ một chúng sanh nào, không gian tham, không dối lừa, không gạt gẫm ai cả. Mà chúng ta còn biết tu phước, bố thí, cúng dường, thì một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu đó nghe các vị. Rồi từ đây cho đến trọn đời ta nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ ba: không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc gia đình người. Phật cho người cư sĩ tại gia được phép lập gia đình với chế độ một vợ một chồng, không quan hệ bất chánh với người khác ngoài vợ hay chồng của mình ra. Và biết mình là kẻ thứ ba rồi thì không được chen chân vào để phá hoại gia can người của người, mà tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Rồi còn biết tu tập giữ hạnh thanh tịnh. Như hôm nay quý Phật tử đi đến chùa Linh Bủ đây thọ trì bát quan trai giới, thì quý Phật tử chính là những vị tịnh hạnh ưu bà tắc, tịnh hạnh ưu bà nhi, tức là người cư sĩ nam giữ hạnh thanh tịnh trong một ngày một đêm, người cư sĩ nữ giữ hạnh thanh tịnh trong một ngày một đêm, công đức vô lượng vô biên luôn các vị ơi. Mà trong kinh Tịnh Hạnh Đức Phật dạy rằng có một thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phát bồ đề tâm giữ hạnh thanh tịnh trong một ngày một đêm thì 60 ức kiếp không rơi vào ác đạo, và công đức giữ giới thanh tịnh một ngày một đêm đó bằng 100 năm tu phước bố thí cúng dường ở thế gian,
100 năm không bằng một ngày một đêm giữ gìn hạnh thanh tịnh đó các vị. Vậy thì quý Phật tử thấy được cái giá trị cao quý của việc tu tập bát quan trai, học hạnh xuất gia một ngày một đêm, công đức không thể nghĩ bàn. Quý Phật tử hãy nỗ lực chuyên cần tinh tấn nghiêm trì tịnh giới. Ngày lễ vía Phật Bồ Tát thì vợ chồng không quan hệ với nhau, giữ cái hạnh thanh tịnh một ngày một đêm, và đem công đức nghiêm trì tịnh giới đó ta hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, để sanh về một cảnh giới cực kỳ thanh tịnh, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu được không các vị. Chúng ta còn lại phát nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ tư từ đây cho đến trọn đời, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không nói lời thiêu dệt, mà ta nói lời chân thật, nói lời từ ái, nói lời đoàn kết hòa hợp, nói lời mang giá trị lợi ích thiết thực. Quý vị sẽ tạo cho mình có được cái phước báo, đó chính là người người họ tôn trọng, cung kính, tin tưởng chúng ta. Bởi vì lời nói thật sẽ tạo được niềm tin rất nhiều người. Đừng lừa dối ai cả các vị. Hãy luôn nói lời chân thật, phát ngôn phải cẩn trọng lời nói của mình. Quý vị biết không, biển sâu thì nước nó phẳng lặng, còn người mà tu hành có một cái sự công phu tu tập sâu dày thì luôn giữ cho mình ít nói đi các vị ơi. Bớt đi những lời nói thị phi là bớt đi nghiệp chướng, sân si, não phiền. Hãy thêm câu Phật hiệu thường xuyên, đó là mật chú bình yên các tường đó các chị ơi. Rồi chúng ta nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ năm từ đây cho đến trọn đời. Ta không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích gây say gây nghiện. Rượu là cái nhân ngu si, là cái duyên để tạo tác những điều lỗi lầm sai trái. Chúng ta đoạn cái nhân ngu si đó và đừng tạo cho mình có cái duyên để lầm lỗi nữa các vị. Chúng ta hãy dừng lại, không sử dụng những chất kích thích rượu bia làm sai người. Chúng ta đã ngủ một giấc say sưa trong đêm trường mộng mị của vô minh rồi. Bây giờ có đủ duyên tiếp cận ngôi Tam Bảo, nghe học chánh pháp, hãy tỉnh giấc mộng đời, nguyện sống làm người thức tỉnh, không say sưa được không các vị. Sẽ mang đến cho quý Phật tử đây cái phước báo thông minh và trí tuệ. Dựa trên nền tảng sống đời đạo đức, giữ gìn năm giới là chúng ta đã có được năm điều phước báo tương ưng như vậy. Vậy thì quý Phật tử hãy tạo cho mình có được loại tài sản quý giá thứ nhất trong đời người này phải có được, đó là tài sản đạo đức được không các vị. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đức Phật đã từng dạy, hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa. Hoa nó thơm là nhờ nhụy của nó, con người giá trị chính là đời sống đạo đức đó các vị ơi. Dù nghèo cho sạch, rách ta cũng phải giữ cho thơm. Dù rằng hiện tại cuộc sống này chúng ta còn vất vả lo toan cơm áo gạo tiền vật chất thiếu thốn đủ thứ, nhưng chúng ta cũng nguyện sống đời đạo đức, giữ gìn năm giới để xứng đáng là một người Phật tử tại gia, con của Đức Phật được không các vị. Con thấy hiện hữu trong cuộc đời này, quý Phật tử có những người nghèo nhưng mà sống rất là trong sạch các vị. Như vừa rồi có một sự việc ở tại thành phố Cao Lãnh đây, một cái cô nọ cô đến ngân hàng Sacombank, thế cô đi gửi tiền trong ngân hàng, nạp tiền trong tài khoản 50 triệu luôn các vị. Rồi cái cô để cái giỏ máng ở cái tay lái, máng ở tay lái chứ không có để trong cốp xe nha. Cô máng cái tay lái, cái khi mà cô đang lái chiếc xe Honda vậy nè, cái điện thoại nó reo,
Rồi cái cổ mới vừa chạy mà móc điện thoại ra nghe vậy nè. Rồi cái buông cái tay, chỉ gầm có một tay lái, còn cái tay mà buông ra thì không may cái tay đó là cổ treo cái giỏ tiền. Rồi cái vừa chạy gió nó bọc, nó bay cái giỏ tiền mà chỉ lo nói chuyện, không có để ý, nó bay mất tiêu cái giỏ tiền luôn. Mà chỉ có một người bán vé số lụm được 50 triệu bạc mà đem đến công an phường nộp, và có cái bằng lái xe đó, bằng lái xe, cho nên biết được cái tên của người làm rớt và báo tới gia đình đó. Cái cô này cổ đến và cổ nhận lại cái bằng lái xe, và trong đó có số tiền là 50 triệu tặng cho cái cô bán vé số 10 triệu cô không lấy đó các vị. Nghèo mà ta giữ đạo đức trong sạch như vậy. Mà hỏi ra thì cô này chính là Phật tử của chùa Linh Bửu đây nè các vị. Hỏi ra thì mới biết là con quy y ở tại chùa Linh Bửu. Trước đây là con quy y ở chùa Linh Bửu. Lúc đó sư ông có lên quy y cho con mà lụm số tiền trả lại cho người ta, quý không các vị? Cho nên nhiều người ta nói quý Phật tử biết đạo á, cho nên sống tốt đời đẹp đạo lắm, không có tham của ai hết, sống đời đạo đức. Quý Phật tử hãy lấy những cái tấm gương đạo đức trong đời, dù là một người cư sĩ tại gia thôi nghe các vị, nhưng mà sống gần bùn chẳng hôi tanh mùi bùn, sống như hoa sen, sen ở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ không nhiễm, nước không hôi, sống giữa cảnh trần nào vướng bụi, hương thơm đạo đức tỏa cho đời, được không các vị? Đây là một cái loại tài sản quý báu mà tất cả chúng ta nên biết. Tiền của vật chất, nhà cửa, ruộng đất, khi nhắm mắt xuôi tay rồi ta bỏ ráo lại, của trần ta cũng trả lại cho trần, nhưng bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng hết. Và thậm chí cái thân mạng của chúng ta đây mình quý, mình yêu, nhưng cũng không gìn giữ được trước cái lưỡi búa của vô thường. Vậy thì có một cái loại tài sản nào quý giá mà chúng ta có thể mang theo bất cứ lúc nào? Nó là người bạn đồng hành của ta, nó là một loại tài bảo vô giá, không bao giờ bị biến động tiêu hoại bởi thời gian năm tháng. Khẳng định với quý vị hai chữ, đó chính là đạo đức đó các vị ơi. Hãy sống một đời đạo đức, dù chúng ta còn sống đây hay là chúng ta không còn hiện hữu ở giữa thế gian này, nhưng tấm gương đạo đức vẫn để lại muôn đời. Điển hình như Đức Phật của Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đây là một nhân vật lịch sử cách đây hơn 2600 năm. Cuộc đời của Ngài đã lui về nơi dĩ vãng, Ngài đã nhập Niết Bàn cách đây 2567 năm rồi. Mà mãi đến hôm nay khi nhắc đến Đức Phật thì hàng triệu triệu người phải phủ phục trước tôn tượng ta vẽ, ta đắp lên, chỉ là hình tượng thôi mà triệu triệu người phải quỳ mọp gieo năm dốc đảnh lễ. Và những gì mà Đức Thế Tôn chỉ dạy thì được muôn đời chép lại thành kinh, và luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng ta trên con đường tìm về đến bến đỗ hạnh phúc bình yên. Có đúng vậy không các vị? Cho nên nói rằng 3.000 năm chỗ một lần, loài hoa linh thoại giáng trần tỏa hương, trải bao kiếp sống phong sương, hoa dù rụng cánh mùi hương vẫn còn. Thích Ca thị hiện ta bà, mở ra trang sử nguy nga cho đời, từ bi trí tuệ tuyệt vời, gương lành đạo đức sáng ngời thế gian đó các vị ơi. Chúng ta hãy thực tập sống đời đạo đức để tạo cho mình có một loại tài sản quý báu muôn đời luôn nha các vị. Danh thơm tiếng tốt, một phẩm hạnh đạo đức, phẩm chất này mãi mãi là tấm gương để lại cho hậu thế đó các vị. Quý Phật tử thường nói, cả một đời tôi gian khổ để tạo dựng ra tài sản tiền của, mong muốn để lại cho con cháu của mình. Nhưng sách Nho có dạy như sau: tích thơ dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tắc năng độc, tích
kim dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tắc năng thủ, bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung trường cũ chi kế. Nếu quý vị chứa sắc để cho con cháu của quý vị chưa chắc gì nó dở ra nó đọc. Nếu quý vị chứa vàng, chứa tiền để lại cho con cháu của quý vị chưa chắc gì nó giữ gìn tài sản đó. Chi bằng chúng ta hãy tích chứa cái đạo đức để lại cho con cháu, tuy nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài, nó không mất quý vị ơi. Đúng không các vị? Tuy nó đạo đức nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài, nó không có mất đâu. Còn để vàng, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc để lại cho con cháu chưa chắc gì nó biết giữ gìn đâu. Để sách chứa lại cho con cháu chưa chắc gì con cháu của chúng ta nó dở lật ra mà nó đọc. Chỉ tích chứa cái đạo đức ở đời nó mờ mờ bên trong mà nó không bao giờ mất nghe các vị. Hãy tạo cho mình có được cái loại tài sản quý báu này, đó là tài sản đạo đức. Loại tài sản thứ hai là tài sản phước đức. Quý vị ơi, trên cuộc đời này không phải ai tài giỏi hơn ai đâu. Mình nói ôi cái ngồi người đó giỏi hết sức, có tài năng nha, tạo ra tiền của, dựng lập sự nghiệp quá giỏi quá tài. Mình khen cái tài năng của họ quá giỏi quá tài, nhưng chẳng qua cái phước đó quý vị ơi. Nếu mà không có phước thử coi, làm đâu thất bại đó, dù có tài năng mà không có phước báo thì cũng thất bại ê chề, đúng không các vị? Ông bà ta đã từng dạy con cháu mình có phước có đức mặc sức mà hưởng. Có phước có đức mặc sức mà hưởng thôi các vị ơi. Vậy thì chúng ta nên biết một loại tài sản bất hoại mà Đức Phật thường dạy. Chúng ta hãy tạo cho mình loại tài sản này, chính là phước. Có một hôm vào một buổi sáng nọ, Thế Tôn ngài ngự ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ có một vị thiên tử ở cõi trời Đao Lợi hân hành đến đảnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này có một loại tài sản nào bất hoại, không rơi vào tay năm nhà, không bị rơi vào cái nhà thứ nhất là nhà lửa, không bị lửa thiêu, không bị nước cuốn trôi. Có loại tài sản nào không bị giặc trộm cướp, không bị con phá tán, không bị du quan tịch thu? Có loại tài sản nào không rơi vào năm nhà mà luôn luôn tồn tại bất hoại hay không? Phật dạy có. Phước nước không thể cuốn trôi, phước lửa không thể thiêu, phước giặc không thể trộm cướp, phước con không thể phá tán, phước không có du quan nào tịch thu. Phước là loại tài sản bất hoại. Hãy tạo cho mình loại tài sản bằng cách biết tu phước, được không các vị? Có phước có đức mặc sức mà hưởng. Nếu không có phước làm đâu thất bại đó. Còn có phước làm chơi vẫn ăn thiệt. Mà một số người họ bảo rằng: Trời ơi, ông bất công quá đi ông trời, tại sao ông khiến cho người ăn không hết, kẻ lần không ra? Người đó tôi thấy dở ẹt chứ có cái gì tài giỏi đâu, mà làm đâu thành công đó. Còn tôi siêng năng như thế này, tôi giỏi giang như thế này, tôi có học thức cao như thế này, tôi có kinh nghiệm tốt như thế kia, mà tại sao tôi làm đâu tôi thất bại đó? Vì sao quý vị biết không? Tại vì chúng ta kém phước, thiếu phước. Hãy tu phước, tạo phước và tích phước thật nhiều để cuộc sống hiện tại của mình luôn được bình an, và nương nơi phước nghiệp đó mà chuyển trừ tội nghiệp, ác nghiệp trong quá khứ của mình, và đem lại không những một đời sống hiện tại bình an mà đem cái phước báo ta tu tạo đó hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, biến cái phước hữu lậu thành cái phước vô lậu bằng cách phát bồ đề tâm hướng đến con đường giải thoát, được không các vị? Con kể quý vị nghe câu chuyện nha. Câu chuyện thứ nhất con đã đọc được trong An Sĩ Toàn Thư. Trong An Sĩ Toàn Thư thì Ấn Quang Đại Sư là cái người soạn dịch lại. Trong đó có ghi nhận rất nhiều câu chuyện, và những câu chuyện này liên quan
đến cuộc đời của Đức Phật và khi xưa chính nơi kim khẩu của Đức Thế Tôn Ngài đã kể lại. Quý vị biết không, có câu chuyện như sau. Ngày xưa có một vị nọ, ông này là một tỷ phú một vùng. Ông có ba người con trai. Ba cậu con trai rất là thông minh, rất là khôn ngoan, học rất giỏi. Lúc ba cậu thanh niên này, ba cậu thiếu niên này còn nhỏ, tức là chỉ là thiếu niên chứ phải là thanh niên, lúc bấy giờ mới được cha của mình dẫn đến, thời đó là thời của Đức Phật Ca Diếp Ngài còn hiện hữu ở giữa thế gian. Thì ông trưởng giả này đã dẫn ba cậu con trai của mình đến yết kiến đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp và trao cho mỗi người con một viên ngọc và nói rằng các con hãy đem đến cúng dường cho vị Phật. Vị Phật đang ngồi đó, các con hãy đến cúng dường cho vị Phật ấy đi. Ba người con trai của ông trưởng giả, cậu con trai lớn mới đem viên ngọc đến quỳ đảnh lễ trước Đức Phật Ca Diếp và xin thưa: Kính bạch Ngài, xin cho con được phát tâm cúng dường Ngài viên ngọc này, và con nguyện đời sau nương nơi cái phước báo cúng dường cho Như Lai hôm nay, cho con đời sau giống như cái vị tỳ kheo đang đứng bên trái của Phật vậy, đang đứng hầu bên trái của Phật. Đó là cái cậu con trai lớn của ông trưởng giả cúng dường một viên ngọc rồi phát nguyện: nương nơi cái phước báo cúng dường hôm nay, đời sau cho con làm một vị tỳ kheo giống như người hầu bên trái Đức Phật. Rồi cái cậu con trai kế mới đem viên ngọc đến cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp và nói rằng: xin cho con cúng dường cho Ngài viên ngọc này và đem phước báo này cầu cho con đời sau sanh làm một vị tỳ kheo giống hệt như cái vị tỳ kheo mà đang đứng hầu ở bên phải của Đức Phật Ca Diếp vậy. Và cái vị con trai út đó cầm viên ngọc quỳ xuống dâng cho Đức Phật Ca Diếp và thưa rằng: xin cho con được kết duyên cúng dường Ngài viên ngọc này, và con nguyện rằng đời sau cho con làm vị Phật giống như Ngài vậy. Chỉ ngay cái vị ngồi giữa đó là vị Phật đó, cho con làm giống như Ngài vậy, cho con được làm Phật giống như Ngài. Thì Đức Phật kể lại, ba cậu con trai của ông trưởng giả đó, cái người cúng dường một viên ngọc cho Đức Phật Ca Diếp và phát nguyện xin làm giống như một cái vị tỳ kheo đang hầu bên trái của Đức Phật Ca Diếp bây giờ chính là tôn giả Xá Lợi Phất đây, được hầu ở bên cạnh Đức Thế Tôn. Rồi cái người mà phát nguyện xin đem viên ngọc này cúng dường cho Phật Ca Diếp cho con tái sanh trở lại đời sau giống y hệt như cái vị tỳ kheo đang hầu bên phải của Đức Phật Ca Diếp, đây chính là tiền thân của tôn giả Mục Kiền Liên đó các vị ơi. Còn cái người mà cúng viên ngọc lên nguyện cho con được làm giống như vị Phật này thì đó chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy không? Đồng thời nha, ba vị này đồng là con trai của trưởng giả, cũng đồng là một pháp cúng dường, cũng đem cái viên ngọc đó cúng dường cho vị Phật ấy. Nhưng mà ba người có cái tâm nguyện khác nhau hết. Một người đem cái viên ngọc này cúng dường đương nơi cái phước báo đó mà đời sau con sanh lại giống như cái vị tỳ kheo đang đứng bên trái. Rồi cái người kia giống như tỳ kheo đang đứng bên phải. Thì bây giờ tái sanh trở lại là hai vị hầu bên phải bên trái của Đức Phật, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Còn cái người cũng đồng thời cúng viên ngọc nhưng mà hồi hướng đạo Bồ Đề cầu làm Phật thì đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì con mong sao tất cả quý Phật tử tu tạo bất kỳ một cái phước lành dù nhỏ dù lớn, dù là hữu lậu hay là vô lậu, cái phước mà gọi là hữu lậu tức là cái người tạo phước đó sẽ hưởng phước báo trong vòng tam giới, vẫn còn sanh tử luân hồi. Nhưng chúng ta hồi hướng cái phước báo đó về đạo quả vô thượng Bồ Đề, cầu giảng sanh thành Phật được không các vị? Đó là câu chuyện thứ nhất mà con trích dẫn trong An Sĩ Toàn Thư. Câu chuyện thứ hai, quý vị biết không, vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi, lúc bấy giờ có một
sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn rồi, thì có một vị thầy Tỳ Kheo, đệ tử của Đức Phật Tỳ Bà Thi, ngài mới đi đến một cái làng nọ, ngồi ở giữa ngã ba đường và đưa cái bình bát ra và nói như thế này: nếu ai phát tâm cúng dường để vào trong bát của tôi đây, thì đời đời sanh ra ở nơi tôn quý giàu sang, không có bị nghèo nàn thiếu thốn. Nghe nói như vậy thì có một người nọ, ông ta nhà rất nghèo, mới gánh một cái gánh củi đem ra chợ bán, đổi được có 3 đồng xu thôi các vị. Vậy mà ông ta dám đem tiền bán một cái gánh củi đó theo lẽ đánh đổi gạo, thịt, thực phẩm, thức ăn cho mình, cho gia đình mình. Vậy mà với sự phát khởi tín tâm, ông ta đã đem 3 đồng xu đó đặt vào bát cúng dường cho vị Tỳ Kheo bằng cái sự hoan hỷ và tôn kính: xin cho tôi được gieo duyên cúng dường. Và với cái tâm nguyện của ông là nương nơi cái phước báo cúng dường này mà sanh ra đời đời lúc nào cũng đạt được như ý nguyện. Rồi cái ông bước đi một bước là ông nở một nụ cười xá một xá, bước đi một bước nở một nụ cười xá một xá. Từ chỗ của vị Tỳ Kheo khi ông đặt 3 đồng xu cúng dường mà về tới nhà của ông cách 5 dặm đường, mỗi một bước ông lại một lại, ông hướng về vị sa môn đó xá một xá trong cái niềm hoan hỷ tột độ. Mà ông đi 5 dặm đường ông đều hoan hỷ như vậy. Thì sau khi ông mất rồi, chết đi rồi, tái sanh trở lại trong thời của Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe các vị. Đời đời ông sanh ra là giàu sang như ý nguyện, mà cái dư báo còn sót lại thôi đó. Mà trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có một vị vua. Vị vua này cũng là một tiểu quốc ở trong cái lãnh thổ Ấn Độ có nhiều tiểu bang. Thì ông này là một cái tiểu quốc nhỏ ở trong lãnh thổ Ấn Độ đó, ông làm vua. Một hôm ông đang đi du ngoạn chơi, ông mới ngồi nghỉ mát dưới một cái bóng cây, thì ông thấy có một con mèo vàng. Con mèo vàng này tự nhiên nó chạy ngang rồi nó chui vào trong cái dưới gốc cây đó, nó có một cái lỗ hủng, nó chui vào đó nó biến mất. Thấy lạ, thấy ngộ, cho nên vị vua này bước gần lại nơi chỗ mà con mèo vàng chui xuống, thì thấy một cái lỗ hổng thiệt các vị, mới cho quân lính đào lên. Mới đào sâu một lớp đất thì thấy một cái bồn bằng đồng chứa đầy vàng ở trong đó. Rồi cái nhà vua cho đào thêm một lớp đất nữa thì cũng thấy một cái bồn thứ hai đầy vàng ở trong đó. Đào thêm một lớp đất nữa thì thấy một cái bồn cũng chứa đầy vàng. Rồi nhà vua mới thấy lạ quá, mới bước thêm một bước cho đào, thì mỗi một bước của nhà vua đi cho đào lên đều có một cái bồn chứa vàng ở trong đó. Mà nhà vua bước đi 5 dặm thì đều mỗi một bước chân của nhà vua đi cái chỗ đất đó đó ha, đào lên toàn là vàng không. Thấy lạ quá, nhà vua mới đến hỏi tôn giả Ca Chiên Viên. Hỏi tôn giả Ca Chiên Viên vì sao mà lạ vậy. Tôn giả Ca Chiên Viên nghe xong rồi thì mới dùng túc mạng của mình để nói rõ cho nhà vua biết rằng nhà vua ở trong thời kỳ của Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập diệt rồi đó, chính là một cái người nhà nghèo bán một gánh củi được 3 đồng xu mà đã phát tâm hoan hỷ cúng dường cho vị sa môn. Và khi phát tâm cúng dường cho vị sa môn thì với cái tâm nguyện đời đời sanh ra chỗ nào cũng được như ý nguyện, và với cái sự hoan hỷ của ông cứ mỗi một bước đi ông cúi đầu ông lại một lại, và ông vui mừng ông hớn hở mà đi 5 dặm đều cúi lại vị sa môn đó và được cái quả báo. Đến thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm vua rồi nghe quét các vị, mà còn có cái phước báo thù thắng là mỗi bước chân của nhà vua này đi đào lên toàn là bắt gặp được vàng không à các vị. Cái này gọi là phước, phải không quý Phật tử? Chúng ta là những người học Phật tu Phật, chúng ta hiểu rõ con người sống giữa cuộc đời này hơn nhau ở cái chỗ là phước báo thôi các vị ơi.
Hiểu được điều đó rồi, ta tu phước, tạo phước, tích phước thật là nhiều, để nương cái phước nghiệp đó đem lại cho chúng ta một đời sống bình an, chuyển trừ tội nghiệp, ác nghiệp trong quá khứ. Nhờ cái phước nghiệp mà chúng ta tu tạo đây sẽ chuyển hóa được tội nghiệp và ác nghiệp trong quá khứ. Và chúng ta đem cái phước nghiệp đó hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, tạo cho mình có một loại tài sản bất hoại, để trên cuộc hành trình trở về tịnh độ liên bang, chúng ta nương vào cái tài khoản phước báo đó mua một vé về Tây Phương. Được không các vị? Hãy tu phước tạo phước thật là nhiều, đừng bỏ qua một việc phước nhỏ nào cả các vị. Và làm bằng cả một tấm lòng của mình nha các vị. Cái ông này, ông chỉ có 3 đồng xu để vào trong bình bát cúng dường cho vị Sa môn, mà vị Sa môn này là đệ tử của Đức Phật Tỳ Bà Thi thôi, mà phước báo đời đời sanh ra làm vua. Và mỗi một bước chân đi, đi 5 dặm là mỗi một bước chân đi đào lên đều có vàng hết các vị ơi. Cái đó gọi là cái phước báo của ông ta. Thì tất cả chúng ta cũng không mong cầu phước báo làm vua, làm hoàng hậu, làm công chúa, làm thái tử gì cả, mà tu phước, tạo phước để về Tây Phương thôi. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chấm dứt dòng sanh tử luân hồi trong 3 cõi, mua một vé về tịnh độ lạc bang. Được không các vị? Đây là cái loại tài sản mà giá trị vô cùng, đời người chúng ta hãy nên tạo. Đó là tạo phước nghe các vị. Và khi quý vị đã có phước rồi thì không ai có thể cướp được, chiếm đoạt được cái phước báo của các vị đâu. Không có bất cứ một người nào có thể lấy được cái phước của chúng ta nghe các vị. Để khẳng định điều này, con xin kể câu chuyện nữa. Đó là khi xưa Đức Phật còn tại thế, thì vua Ba Tư Nặc là một vị quốc vương ở một cái nước rất là lớn đương thời, đó là đất nước Kosala. Thì vị quốc vương này có một người hoàng hậu mà rất là nổi tiếng, chúng ta thường nghe, đó là bà Mạc Lợi. Bà Mạc Lợi, nguyên nhân bà được làm hoàng hậu, bà vốn là một cô thôn nữ quê mùa, mà trong buổi sáng ngày hôm đó bà gặp Đức Phật đi khất thực, mà bà đâu có biết đó là Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Thấy hình bóng của một vị sa môn oai nghi đỉnh đạt, bà đã phát khởi tín tâm hoan hỷ, đem bát cháo trắng ăn sáng của bà xếp vào trong bình bát cúng dường cho vị sa môn ấy. Và bà không biết đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên khi tiếp nhận được sự phát tâm cúng dường của cô thôn nữ này, Đức Phật thọ nhận xong và chúc lành cho cô bằng câu nói như sau: xin chúc cho cô không bao lâu sẽ trở thành mẫu nghi của thiên hạ. Cô rất là hoan hỷ khi nghe một lời chúc phúc này, nhưng mà có mơ cũng không mong được đâu. Bởi vì một cô thôn nữ quê mùa làm gì trở thành mẫu nghi thiên hạ, mà mẫu nghi thiên hạ chính là hoàng hậu đó các vị ơi, không mơ đâu. Không ngờ rằng buổi sáng mới vừa xớt bát cúng dường cho Phật, được Đức Phật chúc lành như vậy, buổi chiều vua Ba Tư Nặc đi du ngoạn chơi, ghé vào trong khu vườn lài. Lúc mà ghé vào nghỉ mát thì nghe tiếng hát của một cô gái trong trẻo, mà nghe tiếng hát lãnh lót trong trẻo làm cho nhà vua phải nương theo cái tiếng hát vang vọng đó mà tìm gặp cái cô gái mà có cái tiếng hát hay như vậy. Tìm đến gặp cô ta, và nhà vua thấy vừa gặp cô ta là nhà vua chịu liền, chấp nhận liền và tuyển chọn cô nhập cung. Và cô gái ấy không ai xa lạ, chính là cô gái đã xớt bát cúng dường cho Đức Phật buổi sáng và được Đức Phật chúc lành như vậy. Buổi chiều là được nhà vua tuyển chọn nhập cung, và không bao lâu cô ta đã được nhà vua Ba Tư Nặc sủng ái và bước lên địa vị mẫu nghi thiên hạ, chính là hoàng hậu Mạc Lợi đó các vị ơi. Cho nên hoàng hậu Mạc Lợi rất là tin đối với Tam Bảo, đặt trọn vẹn lòng tin luôn. Và đối với đạo lý nhân quả, cô trọn vẹn lòng tin, thường phát tâm tu phước. Vì biết rõ rằng mình biết tu phước thì mình hưởng cái phước báo đó, chứ không ai lấy của mình. Cho nên cô thường tự hào và nói rằng:
Sở dĩ đời này mà ta có phước, cái phước đó do chính ta là người tạo ra, chứ không ai mang đến cho ta. Và khi chúng ta đã có phước, đã biết tạo phước, có phước rồi, thì cái phước báo đó không ai lấy của ta được đâu, không ai chiếm đoạt của ta được đâu. Câu nói này đã làm cho nhà vua Ba Tư Nặc hơi nghi ngờ, cho nên nhà vua mới thử coi cái phước báo có ai lấy được của ai hay không nghe các vị. Một hôm nhà vua mới tặng cho bà hoàng hậu Mạc Lợi này một cái chiếc nhẫn bằng kim cương rất là quý giá. Tặng cho bà xong rồi, cái nhà vua mới nói với cái người thân tín hầu hoàng hậu đó, lén lấy cái viên, cái chiếc nhẫn mà làm bằng kim cương đó, rồi quăng xuống cái sông đi, cho cá nó nuốt coi, thử coi cái bà này có đủ phước không. Tặng cho bà viên ngọc quý bằng kim cương, đó là bà có phước nha. Nhưng mà thử coi, nếu là cái phước của bà thì có ai chiếm đoạt được hay không. Thì nhà vua mới sai người hầu đó đem chiếc nhẫn nó quăng dưới sông, con cá nó đớp ngay chiếc nhẫn đó, nó nuốt trọng luôn, nó vô cái bao tử của con cá nha. Qua ngày hôm sau, cái bà hoàng hậu nói bà thèm ăn thịt cá lắm, nhưng mà phải mua cá chết rồi nha, đừng mua cá sống. Mua cá chết rồi, cái người ta ra chợ người ta mua con cá đó về, về người ta mổ bụng con cá đó ra, thấy viên kim cương nó nằm, cái chiếc nhẫn có viên kim cương nằm trong bụng của con cá, cái mới đem đến trình nhà vua. Cái nhà vua lúc này cười nói đúng rồi, nếu là người có phước, cái phước đó không ai chiếm đoạt, không ai lấy của ta, có đúng vậy không các gì. Do đó chúng ta cứ tạo phước đi, mình tạo phước là mình hưởng phước, mình tích phước, tu phước, tạo phước thật nhiều thì đời sống của mình an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Nhưng biết tu rồi thì mong không có mong cầu cái phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Chúng ta biết tu phước, tạo phước đó, đem cái phước báo đó hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, hướng đến đạo Bồ Đề, biến nó trở thành cái phước báo vô lậu để được vãng sanh, chấm dứt dòng sanh tử luân hồi của ba cõi, được không các vị? Đây là loại tài sản quý giá thứ hai của đời người, chính là phước đức. Loại tài sản thứ quý giá thứ ba của đời người ta nên tạo đây, đó là trí tuệ các vị. Muôn đời Đức Phật đều dạy chúng ta trí tuệ là sự nghiệp. Hãy lấy trí tuệ là sự nghiệp. Ở bất kỳ một ngôi giảng đường nào thì cũng để cái chữ duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đâu quý vị suy nghĩ coi, sống trên cuộc đời này mà con người chúng ta không có trí tuệ, không nhìn thấu, không hiểu thấu, không hiểu rõ, thì giả mà mình cho là thật, vọng mà mình cho là chân, vô thường mình cho là thường còn, vô ngã mà mình cho là thật ngã. Không có trí tuệ hiểu thấu về chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời, không có trí tuệ hiểu thấu về nhân quả, thì ta chính là một kẻ ngu si, lầm lũi, đi trong bóng tối của vô minh tạo nghiệp. Có đúng vậy không các vị? Nhờ có ánh sáng trí tuệ dẫn đường, cho nên thiếu gì chỗ để mà quý vị đi, để quý vị tìm vui. Tại sao quý vị không đi đâu tìm vui mà đi vô chùa vậy? Tại vì quý vị có trí tuệ, nhìn thấu hiểu rõ. Chỉ có tu học Phật Pháp, đó là sự hưởng thú, hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người, đúng không các vị? Có tiền bạc mà không có trí tuệ, sống bất giác vô minh tạo nghiệp, thì cái hạnh phúc đó hưởng không bao lâu, quả nó đến, hết phước quả nó đến các vị ơi. Còn có trí tuệ, nhìn thấu hiểu rõ, sống ở trong hoàn cảnh cực kỳ vui sướng mà chúng ta không tham nhiễm hồng trần, vì ta biết rõ cuộc đời có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu các vị. Tất cả các pháp ở thế gian như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ diệt, như điện, luôn có trí tuệ để quán chiếu thấy rõ sự quyển hóa vô thường, vô ngã, không thật, để buông xả cái tâm tham mê dính mắc chấp trước đó. Do đó mà chúng ta mới có được một đời sống giải thoát an lành. Có đúng vậy không các vị? Còn không có trí tuệ, dù giàu tiền của tài sản vật chất nhiều nhưng vẫn đau khổ dài dài các vị ơi. Không có trí tuệ
Dù hôm nay chúng ta có đầy đủ tiện nghi, có danh vọng, có địa vị, có chức quyền, có sự nghiệp, có công danh, nhưng mà vẫn đau khổ dài dài nếu ta thiếu trí tuệ hiểu biết. Còn có trí tuệ hiểu biết, ở trong cảnh nghèo mà ta không có khổ, đúng không các vị? Có trí tuệ hiểu biết nghèo mà không có khổ, vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi bằng lòng với đời sống hiện tại, tôi không tham cầu nhiều. Cơm rau đỡ nhà đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Cái biết đủ đó chính là trí tuệ đó các vị ơi. Có đúng vậy không các vị? Và cũng nhờ có trí tuệ cho nên quý vị mới phân định được nhân quả tội phước, thiện ác, chánh tà, để biết tránh xa những điều sai trái tội lỗi, biết hướng đến con đường thiện lành, biết tu tập, biết chuyển hóa bản thân của mình. Cũng nhờ có trí tuệ hiểu biết đó các vị. Nhờ có trí tuệ, hiểu biết về nhân, về quả, cho nên phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả, chính mình là người gặt hái, quý vị biết dừng lại những nghiệp nhân sai trái, tự làm chủ cuộc đời mình. Còn nếu không, ta sẽ giao phó cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh thượng đế sắp đặt, hoàn toàn không làm chủ chính mình mà muôn sự bởi do trời thôi. Thiếu trí tuệ, chúng ta sẽ mò mẫm đi trong bóng tối của đêm đen và tiếp tục theo cái dòng nghiệp lực đó, theo cái tập khí nghiệp đó mà tạo tác vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp, để rồi quẩn quanh trong kiếp sống luân hồi. Có trí tuệ rồi thì chúng ta nhìn thấu cuộc đời này có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu. Con ta, tài sản ta, chỉ có người ngu mới nghĩ thế. Thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu, đúng không các vị? Người có trí tuệ nhìn thấu, buông xả tất cả, không mê, không đam mê đắm nhiễm hồng trần. Bởi vì cái thân này còn không thật có đây, còn là do nhân duyên hòa hợp nương gá giả có không thật. Trăm năm ở trong cõi người ta, khi giật mình ngó lại như là chim bao, chung quy kẻ trước người sau, tấm thân quyển giả có nào bền lâu. Hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật liên bang trở về các vị ơi. Nếu có trí tuệ rồi thì quý vị đã chọn lựa con đường đi cho mình chưa? Con đường ta đi phải là con đường tràn ngập ánh quang minh, nơi đó có bình minh của trí tuệ, có bể lớn của tình thương, có đại dương của giác ngộ và có đại lộ an vui nghe các vị. Chứ mình nói mình có trí tuệ, tôi hiểu biết, tôi học Phật, tôi hiểu biết nhiều lắm rồi, thôi giờ đừng ai nói gì nữa, tôi hiểu, tôi biết rồi. Nhưng mà mình cứ lầm lũi đi vào bóng tối của vô minh tạo nghiệp, không tin nhân quả tội phước, bất chấp thủ đoạn, để cho cái giả nó lừa mình mà không biết cái nào là giả, cái nào là thật. Sống trong cảnh vô thường mà mình cho nó là thường, còn đau khổ mà mình chấp nhận cái khổ đó cho là vui, cái người đó gọi là vô minh ngu si đó các vị ơi. Như sáng này con có chia sẻ với mấy huynh đệ của con ở trong đạo tràng đó. Dạ. Hồi sáng này đó các vị, đây con đọc được một bài kinh trong kinh Trung A Hàm, bài kinh số 140, đó là cái phẩm đại kinh, bài kinh mang tựa đề là Chí Biên, có ghi nhận như sau: một thời Đức Thế Tôn, ngài ở nơi tịnh xá Kỳ Hoàng hành xá vệ, vườn của ông Cấp Cô Độc cây của Thái tử Kỳ Đà. Rồi buổi chiều nọ, ngài mới gọi chư vị tỳ kheo đến, ngài hỏi như sau: này các tỳ kheo, các ông có biết một phương cách để nuôi sống mình mà gọi là thấp kém nhất trong xã hội này, ai người ta cũng đối kỵ, đó là khất thực. Thế mà các ông đã chọn làm một khất sĩ, tức là một kẻ đi xin, hằng ngày bưng bát cơm đi xin cả ngàn nhà,
để gieo duyên với tất cả chúng sanh, để nuôi thân hành đạo. Mà cái cách nuôi thân đó, cái cách nuôi sống bản thân mình khất thực là xã hội người ta xem thường, thấp kém nhất. Vậy mà các ông đã bỏ đời sống vinh hoa phú quý của thế tục để chọn lấy là một kẻ khất sĩ, không nhà, rày đây mai đó, ôm bình bát đi khất thực. Vì lý do gì? Chứ vị tỳ kheo mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, vì chúng con nhàm chán và sợ hãi sanh tử ưu bi, và chúng con nhìn thấy đời sống thế tục là đời sống đầy dẫy phiền não nhiễu nhương, cho nên chúng con chọn con đường xuất gia hướng đến giải thoát. Cái Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nếu một người đã phát cái tâm nhàm chán, kinh tởm, sợ hãi sinh tử ưu bi khổ não, mà bây giờ để cho cái tâm đó nó bị ô trượt, nó bị nhiễm ô bởi cái gì? Bởi tham muốn, bởi dục vọng, bởi sự buông lung phóng túng, bởi sự bất tín, bởi sự mất chánh niệm, bởi sự buông lung thả lỏng sáu căn, cho nên không biết giữ gìn tịnh giới, sống lười biếng giải đãi, yếu nhát, không có tàm quý, thì có đúng với cái tâm, cái hạnh mà mình đã hướng đến hay không? Khi cái sự phát tâm ban đầu của mình là nhàm chán, sợ hãi sanh tử, mà bây giờ mình để cho cái tâm ô trượt, nó trói buộc mình, để những sự bẩn nhơ đó nó trói buộc mình, thì chẳng khác nào như cái người ngu mà cái áo của mình dính mực, cái lấy mực để tẩy. Giống như là cái người mà tay của mình dính máu, cái đem máu để rửa máu. Rồi lấy cái gì? Lấy dơ trừ dơ, lấy bẩn trừ bẩn, lấy phân trừ phân, thì làm sao trong sạch được đây? Trong cái bài kinh đó Đức Phật nói, cái người đã hướng tâm cao thượng, trong sạch đẹp đẽ vậy đó, mà bây giờ để mình nhiễm ô bởi tham muốn dục vọng, lười biếng giải đãi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, đua tranh, thì giống như người từ chỗ mê tối này lại bước vào chỗ mê tối khác. Giống như cái áo của mình dính mực mà lấy mực để tẩy hết được không các gì? Giống như cái tay của mình dính máu, cái lem lấy máu mà rửa máu, sao sạch được đây? Rồi cũng giống như là mình, cái tay mình bị dơ mà mình lấy dơ trừ dơ, lấy bẩn trừ bẩn, lấy phân trừ bẩn phân, làm sao sạch được? Cho nên quan trọng ở chỗ là chúng ta, cái nội hàm ở bên trong tâm của chúng ta phải trong sạch, phải thánh thiện nha các vị. Trong cái bài kinh Đức Phật dạy, phải giữ cái tâm ban đầu của mình cho nó trong sáng, nó đẹp đẽ mãi. Khi chúng ta phát tâm tu đạo, cái buổi ban đầu như thế nào, hãy giữ cái tâm ấy, hạnh ấy, hợp nghiệp cho minh. Nếu còn đem tâm chạy theo đường sắc thanh, thua rồi các vị ơi, trúng kế của ác ma rồi đó. Quý vị có biết không, ngày xưa Ma Dương Ba Tuần khi mà bị thất bại bởi đạo sĩ Tất Đạt Đa, ngài đã đánh thắng quân ma, đuổi sạch quân ma đi. Thì Ma Dương Ba Tuần trước khi rút quân đi còn tuyên bố như sau: hỡi này Sa Môn Cù Đàm, đời này bây giờ ta không phá hoại ông được, ta thề triệu 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 kiếp về sau ta phá con ông, ta phá đệ tử của ông, và ta sẽ cho ma tử ma tôn trà trộn vào hàng ngũ làm đệ tử của ông để phá hoại Phật Pháp. Nghe đến đây Đức Phật của chúng ta rơi lệ. Vậy thì quý huynh đệ có biết ai là ma tử ma tôn giờ này trà trộn vào hàng ngũ đệ tử của Phật, làm người đệ tử xuất gia tại gia của Phật mà trà trộn vào đây, chính là ma tử ma tôn? Quý vị biết là ai không vậy? Mình nhìn thấy ai mà mình xác quyết người đó là ma tử ma tôn trà trộn vào đây các vị? Đó là những người ham danh háo lợi, tự tư tự lợi mà quên đi mục tiêu lý tưởng giải thoát, để cho danh lợi tình tiền ở trên thế gian này nó cám dỗ mình, mà mình không có đủ bản lãnh để vượt qua các vị, mà sống tự tư tự lợi, ham danh háo lợi, thì coi chừng chính chúng ta trở thành ma tử ma tôn phá hoại Phật Pháp đó các vị ơi. Mình đừng là hạng người này nghe các vị. Đừng biến mình trở thành con cháu của ác ma, mà chính chúng ta là con của Phật.
tự xưng mình là đệ tử của Phật mà phải là con ngoan của Phật, chứ đừng là đứa con lì, được không các vị? Mà con ngoan của Phật có nghĩa là thừa hành theo lời Phật dạy đấy các vị ơi. Thừa hành theo lời Phật dạy, Đức Phật dạy ta điều gì? Mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện, dầu khó khăn hãy phát triển những hạnh lành, gìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rành xưa nay, hãy thực hành theo đây, được không các vị? Và hàng ngày chúng ta tu tập đó, gạn lọc thân tâm của mình, gạn lọc những thứ vô minh phiền não, để cho ánh sáng tuệ giác hiển lộ ra. Khi trí tuệ của chúng ta đã hiển lộ ra rồi thì công năng của trí tuệ đó soi sáng tư duy, soi sáng hành động, soi sáng cho chúng ta trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác. Quý vị sẽ không còn lo ngại gì, bởi vì trên cuộc hành trình trở về quê hương giác ngộ, quý vị đã có được ánh sáng của trí tuệ, đúng không các vị? Mà ánh sáng của trí tuệ đó là giúp cho chúng ta soi sáng chính mình, soi sáng trong từng bước chân của chúng ta đi, mỗi hành xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày phải được soi sáng bằng tuệ giác nghe các vị. Phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái, hãy dừng lại, đừng làm những điều sai trái nữa các vị. Có lỡ làm rồi thành tâm sám hối, sửa sai, không tiếp tục tái phạm lỗi lầm xưa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng có hai hạng người muôn thuở được tán dương, dù ở trong thời gian không gian nào, hai hạng người này muôn thuở được tán dương, được ca tụng. Đó là hạng người nào? Thứ nhất, hoàn toàn không lỗi lầm, trong sạch hoàn toàn. Đó là chỉ cho các bậc thánh nhân vô lậu. Ta không phải là hạng người này, mà ta hãy là hạng người thứ hai, có sai, có lỗi mà biết nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi. Ta là hãy là hạng người này. Và chỉ có những người được soi sáng bởi trí tuệ thì người đó mới nhận ra được cái khuyết điểm lỗi lầm ở chỗ nào và biết sửa sai. Đó là người có trí tuệ đó các vị. Thì con mong rằng tất cả quý Phật tử đều là những người có tuệ giác, để mỗi khi làm, khi nói, mình tất cả những hành nghiệp tạo tác của thân, của khẩu, của ý đều được soi sáng bởi trí tuệ và nhận thức hiểu thấu về nhân, về quả. Quý vị phải làm chủ cuộc đời mình, tự chủ cuộc đời mình. Vì chúng ta gieo nhân nào, ta sẽ gặt hái quả báo đó. Ta không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả đâu các vị. Do đó, người Phật tử chúng ta tạo cho mình có được loại tài sản thứ ba là trí tuệ. Mà muốn có được trí tuệ đó thì chúng ta nhờ nè, văn nè, là nghe học chánh pháp mới hiểu biết đúng đắn, phải không các vị? Rồi tư, tức là suy nghĩ, tư duy đúng như chánh pháp để tìm hiểu cái đạo lý mà ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và sau khi đã hiểu rõ đạo lý rồi thì tu tập để gạn lọc thân tâm của mình đi các vị ơi. Và hàng ngày người biết tu rồi thì luôn chuyển hóa sửa đổi lỗi lầm, không tiếp tục tái phạm lỗi lầm xưa. Nguyện ngày đêm tu tập sớm trưa, y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp, lấy quy giới thu nhiếp, giữ hiệu Phật không quên, thì đài sen chắc chắn được ghi tên, cực lạc gia hương thác chấp, đạo nghiệp một đời sẽ hoàn tất, lợi sanh công hạnh được vuông tròn. Giờ này tất cả chúng con một lòng sắt son kiên thệ, thực hành theo lời Phật dạy, hằng ngày biết nghe học chánh pháp, hiểu biết tư duy đúng đắn, lấy đó, lấy chánh pháp làm ngọn đuốc soi đường, nhận thức hiểu rõ về nhân quả, về tội phước, để biết tránh xa những điều xấu ác, phát triển những hạnh lành và nhất tâm niệm Phật, để có đủ hành trang tư lương trở về Tây Phương Cực Lạc. Là quý vị đã tạo cho mình có được một loại tài bảo vô giá rồi đó các vị ơi. Còn nhắm mắt xuôi tay, nhà cửa bỏ lại, ruộng đất cò bay thẳng cánh bỏ lại nha, vàng bạc gì, kim cương hột xoàn gì bỏ lại ráo, thậm chí cái thân mạng này chúng ta cũng trả về cho đất nước gió lửa. Có một loại tài sản bất hoại, và loại tài sản đó chính là đạo đức,
là phước đức, là trí tuệ. Hãy tạo cho mình ba loại tài sản này làm hành trang tư lương cho một chuyến đi về, được không các vị? Và quý vị kiểm điểm lại coi, trong ba loại tài sản đó, tài sản đạo đức có chưa? Nếu chưa thì tu tập năm giới để có nghe các vị, sống đời đạo đức. Xét lại, tài sản vô giá thứ hai đó là phước đức. Có biết tu phước không? Đâu phải chỉ cái phước báo bố thí cúng dường không, mà quý Phật tử có thể bố thí nè, trì giới cũng là một cách tu phước đó các vị. Nhẫn nhục cũng là một cách tu phước đó các vị. Tinh tấn cũng là một cách tu phước. Thiền định cũng là một cách tu phước. Niệm Phật quý vị cũng là tu phước đó. Nhưng chúng ta đem cái công đức niệm Phật đó cầu vãng sanh các vị ơi. Và niệm Phật thì mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài tự chuyển hóa được phàm tâm. Thì kính chúc quý Phật tử luôn sáng suốt để tạo cho mình có được ba loại tài sản quý giá của đời người: đạo đức, phước đức và trí tuệ. A Di Đà Phật.